Uh, kính thưa chủ tọa đoàn các thầy cô các anh chị đồng nghiệp ạ uh, em tên là trần quang bằng em hiện là bác sĩ nội chú khóa 43 nội khoa hiện đang công à, đang thực tập tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai ạ uh, rất nhiều báo cáo thì hôm nay em sẽ chốt lại một báo cáo là cái lâm sàng tổn thương phổi động mạch phổi trong bệnh bước xét ạ uh, Uh, như mọi người đã biết thì bệnh bsc thì là một cái bệnh bây giờ hiện tại được coi là một bệnh uh, viêm mạch hệ thống mạng tính và nó đặc được trưng bởi rất nhiều các cái triệu chứng lâm sàng đa dạng ví dụ như là gì ví dụ có thể là loét uh, uh, miệng tái phát này loét vùng sinh dục này rồi uh, các tổn thương ở mắt viêm màng bồ đào này rồi thậm chí có thể là huyết khối tinh mạch sâu chi dưới dưới huyết khối động mạch phổi giãn động mạch phổi rất nhiều triệu chứng như vậy làm cho là vì trên lâm sàng chúng ta có cách nào tiếp cận có cách nào để chúng ta nhận ra được nó và nó có những cái đặc điểm gì để khác biệt so với những cái bệnh còn lại cũng như là những cái điều trị so với những bệnh có những triệu chứng tương tự như nó thì hôm nay em sẽ xin trình bày ca lâm sàng uh, về một bệnh nhân bơ mà em em đã tham gia điều trị ạ thì bệnh nhân này diễn biến uh, đã mất một tháng để có thể chẩn đoán ra được bệnh nên em sẽ trình bày một cái chẩn đoán luôn để mọi người nắm được là cả một bệnh cảnh bệnh nhân đã có những cái gì bệnh nhân này đã tổng kết lại sau so vòng một tháng bệnh nhân này có huyết khối ở rất nhiều nơi huyết khối động mạch phổi nhĩ phải tĩnh mạch chủ dưới tĩnh mạch sâu dưới, dưới hai bên bệnh nhân này có hồng ban nốt có sốt kéo dài của tổn thương phổi hai bên vậy làm thế nào mà bệnh nhân này đã có thể chẩn đoán được à, thứ nhất em xin trình bày về quá trình bệnh đây là một bệnh nhân nam 31 tuổi làm nghề nghiệp người nhân viên văn phòng vào viện với lý do vì sao vào khoa hấp vì sốt kéo dài hồng ban nốt ngày vào viện là ngày 15 tháng 7 năm 2020 lý do vào viện là sốt ừ. kéo dài hồng ban nốt và Ê. trên các lớp vi tính lồng ngực ừ, vài, có uh, các nốt đặc nhu mô ở okay. phổi hai bên kích thước là 1 đến 2 cm đây là một số hình ảnh về uh, các cái tổn thương phổi như mọi người có thể nhìn thấy một tổn thương phổi lan tỏa cả hai bên những cái nốt đặc kích thước khoảng 1 x 2 cm. Bệnh nhân này thì về tiền sử có gì đặc biệt? Thứ nhất là đô bệnh nhân này phát hiện năm 2007 tại bệnh viện Nội tiết Trung ương và sau đó được quản lý định kỳ đến năm 2014 thì đã về bình giáp. Về còn cái hồng ban nốt từ năm 2017 những cái hồng ban nốt này về sau bọn em nghĩ bọn em cho rằng nó là cả trong cả bệnh sử nên bọn em sẽ cho vào phần bệnh sử từ năm 2017 là bệnh nhân đã bắt đầu xuất hiện những cái nốt đỏ đau ở cảng chân hai bên và mỗi đợt thường là 10 ngày cách nhau khoảng 10 đến 15 ngày lại xuất hiện một đợt. Đến từ cuối năm 2019 lại bắt đầu sưng đau cổ chân, khám điều trị nhiều nơi nhưng không đỡ. Đến từ tháng 5 năm 2020 thì bệnh nhân này nốt đỏ xuất hiện thường xuyên hơn, đau nhiều hơn và có cảm giác là sốt có nhiều đợt à, sốt cao rét run 40 độ C trung bình là khoảng 1 đến 2 cơn một tuần và đến tháng 6 năm 2020 thì bệnh nhân không thể chịu đựng được, được nữa nên đã đến phòng khám dị ứng miễn dịch bệnh viện Bạch Mai. Ở đấy đã được chẩn đoán là hồng ban nốt và điều trị ở Meron 32 mg trên ngày và sau khi điều trị 15 ngày thì bệnh nhân không sốt và hồng ban đỡ. Khi tái khám thì bác sĩ có giảm liều Meron xuống mươi mg trên ngày bắt đầu xuất hiện sốt lại uh, một tuần khoảng một lần. Uh, cách vào viện cách vào trung tâm hô hấp 3 tuần thì bệnh nhân xuất hiện bắt đầu xuất hiện sốt liên tục 3 đến 4 cơn một ngày, 38 đến 39 độ C kèm theo ho khạc ít đờm, đau ngực sâu trong xương uh, khi hít sâu và từ 15 tháng 7 thì đã vào trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai với một chẩn đoán là sốt cao liên tục hồng ban nút cẳng chân hai bên uh, kèm theo ho diễn biến bệnh sẽ có rất nhiều vấn đề nhưng mà nổi bật lên là sau khi vào bệnh nhân tiếp tục sốt cao liên tục kèm nhiều hồng ban nút ở chân hai bên và đến ngày 27 tháng 7 thì bệnh nhân xuất hiện ho máu mức độ trung bình và từ đó rồi đi bệnh nhân sẽ có những cái lần ho máu số lượng ít số lượng trung bình kèm theo những cái đợt khó thở và đến ngày 11 tháng 8 thì bệnh nhân này được phát hiện là có sưng đau tất cảng chân hai bên và về sau phát hiện ra là có huyết khối ở tĩnh mạch sâu chi dưới cả hai bên về cận lâm sàng vì đây là một bệnh nhân đã được nằm một tháng nên rất nhiều cái xét nghiệm cận lâm sàng được làm thế nên là không thể trình bày được là từng vì sao bọn em làm này và em chỉ xin trình bày tổng kết là bọn em đã làm những cái xét nghiệm gì trước một bệnh nhân sốt kéo dài một bệnh nhân hồng ban nốt một bệnh nhân có tổn thương phổi hai bên thì bọn em đã làm những xét nghiệm gì và rất là những xét nghiệm cơ bản xét nghiệm máu uh, uh, trần đoán hình ảnh rồi nội nội soi phế quản giải phẫu bệnh xét nghiệm vi sinh thì xét nghiệm công thức máu của bệnh nhân nổi bật lên là một cái tình trạng bạch cầu tăng bạch cầu trung tính cũng tăng crb có tăng máu lắng có tăng có nghĩa nổi bật lên là bệnh nhân có một cái tình trạng viêm nào đó còn viêm do nhiễm khuẩn hay viêm do gì thì mình chưa thể nào khẳng định được về đông máu của bệnh nhân thì đa số là đông máu lên bình thường nhưng có cái DDME là tăng và các cái xét nghiệm ở phía dưới không phải là đầu tiên mà em làm luôn đâu mà khi chúng em phát hiện cái huyết khối chúng em làm thì các cái xét nghiệm như là atat 3 hoạt tính protein c protein s thì đều ở trong giá trị giới hạn bình thường Bệnh nhân này vì sao mà em làm huyết đồ? Đây là một trong những cái bi lăng để chẩn đoán nguyên nhân sốt kéo dài khi mà bệnh nhân này điều trị không đáp ứng với những cái điều trị cơ bản ban đầu thì kể cả huyết đồ tủy rồi làm tủy đồ đều không thấy có gì bất thường, cả sinh thiết tủy xương cũng chỉ có hình ảnh tủy tăng sinh dọc cầu bạch, bạch, cầu hạt cũng không có vấn không có tế bào ác tính gì cả. Về sinh hóa, bệnh nhân này cơ bản chức năng gan các bi lăng về uh, thận cũng bình thường, điện giải đồ bình thường, bệnh nhân này có cường giáp như hiện tại chức năng tuyến giáp là bình thường, procalcitonin chỉ có 0,325 trên một bệnh cảnh bệnh nhân sốt kéo dài và có tổn thương phổi cũng là một trong những cái uh, uh, bi lăng khi mà bệnh nhân sốt kéo dài bọn em làm nhưng cũng không phải bọn em làm hết ngay từ đầu bọn em chỉ làm những cái cơ bản đầu tiên là C3, C4, anti ANA, anti DS, DNA nhưng mà đều âm tính và trong thời gian bệnh nhân điều trị bệnh tiếp tục sốt như vậy và đặc biệt là khi phát hiện ra huyết khối ở ờ, tính mạch sâu gì dưới cả hai bên thì bọn em có làm đến rất nhiều các cái xét nghiệm dị ứng miễn dịch nữa như là anti smith anb uh, uh, rf anti ccb bnk cnk đều âm tính và trong đấy có phát hiện kháng đông lupus và khẳng định kháng đông lupus thì dương tính còn lại là các các igm igg beta 2 glycoprotein thì đều âm tính và một trong những cái nguyên nhân nữa mặc dù bệnh nhân trẻ tuổi nhưng nếu bệnh nhân nhưng bệnh nhân có sốt kéo dài bệnh nhân có huyết khối nhiều đó là một đó đây cũng là một cái bi lăng mà bọn em sẽ làm đó marker về marker ung thư thì tất cả những cái marker ung thư hiện tại bọn em làm được thì đều, đều âm tính và đi đến cái tiếp theo một cái vô cùng quan trọng là vì sao bệnh nhân này lại phải vào trung tâm hô hấp bệnh viện bệnh mai đó là chương trình đó là chẩn đoán hình ảnh có những cái tổn thương ở phổi vậy bệnh nhân này trên chẩn đoán hình ảnh có những tổn thương gì ngày 14 tháng 7 bệnh nhân chụp các lớp vi tính có nốt đặc như mô như em đã trình bày ngày 17 tháng 7 thì chụp các lớp có tiêm thuốc để xét là bệnh nhân có sinh thiết hay không thì các nốt này có ngấm thuốc ngày 27 tháng 7 khi bệnh nhân xuất hiện ho máu và em chụp MSCT động mạch phế quản thì không thấy bất thường động mạch phế quản ngày 11 tháng 8 khi mà phát hiện huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới bọn em có chụp MSCT động mạch phổi thì ngoài những cái tổn thương đám tổn thương đông đặc thì có huyết khối không hoàn toàn các nhánh động mạch phổi hai bên. Và đến ngày 24 tháng 8 khi mà bệnh nhân này sau một quá trình điều trị và bệnh nhân tiếp tục ho máu tại phát và xuất hiện huyết khối ở nhĩ phải thì lúc này chụp MSCT động mạch phổi lại thì huyết khối hình ảnh huyết khối hoàn toàn nhánh thủy dưới động mạch phổi trái cũng như là hình ảnh đông đặc kính mờ và đậm, thậm chí là có hình ảnh tạo hang ở trên uh, tổn thương ở phổi. Đây là một vài hình ảnh chụp cắt lớp vi tính của bệnh nhân, những ngày đấy mọi người có thể nhìn thấy những cái tổn thương uh, uh, nốt đặc kèm theo là kể cả những tổn thương kính mờ xung quanh những cái nốt đặc đấy. Mọi người có thể xem qua, rồi có thể đó là những cái tổn thương đông đặc ở vùng thủy dưới của phổi bên trái. Ở đây có một ít tràn khí đây là một biến một cái biến chứng sau sinh thiết màng phổi, à, sau sinh thiết cái nốt đặc ấy để để chẩn đoán cho bệnh nhân. Các lớp vi tính, uh, uh, xin phép là bởi vì thời gian không nhiều nên em cũng sẽ chuyển lên các lớp vi tính ngày 24 tháng 8 để mọi người thấy cái tiến triển tổn thương, vẫn là tổn thương nhiều nốt đặc ở hai bên và bây giờ là xuất hiện một cái nội hang tổn thương ở bên bên phổi trái, thùy trên phổi trái. Kèm theo là những cái tổn thương kính mờ nốt đặc ở tùy dưới phổi trái. Và đây là những cái hình ảnh mà huyết khối ở trong các nhánh động mạch phổi. Mọi người sẽ một lát nữa em sẽ quay lại cái này bởi vì là có một cái hình ảnh nó rất đặc trưng uh, cho cái bệnh bơ sét này. Nhưng mà hiện tại thì em chưa đi sâu vào cái hiện đấy. Mọi người có thể thấy thấy được các cái hình ảnh huyết khối ở các nhánh động mạch phổi bệnh nhân này được được làm siêu âm khi mà có có cái hình cái hiện tượng ở huyết khối nhiều nơi như vậy bạn em có làm siêu âm tim thì ngày 12 tháng 8 thì có tăng áp lực động mạch phổi nhẹ đến ngày 23 tháng 8 sau khi bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện định tỉnh Bắc Giang thì phát hiện ra là trong buồng nhĩ phải có huyết khối kích thước là 9 x 24 mm và khi bệnh nhân này được chuyển lại bệnh viện Bạch Mai thì siêu âm lại thì phát hiện là huyết khối lớn nhĩ phải kích thước là 30 x 14 mm di động mạnh chất huyết khối nằm ở tĩnh mạch chủ dưới Kết quả siêu âm này động tĩnh mạch chi dưới như em trình bày vào ngày 11 tháng 8 khi phát hiện bệnh nhân này có sưng đau uh, vùng uh, cảng chân hai bên, thì ngày 12 tháng 8 là có huyết khối huyết khối bán cấp tĩnh mạch chảy trước tĩnh mạch chảy sau rất nhiều tĩnh mạch ở vùng uh, vùng chi dưới và đến ngày 25 tháng 8 khi bệnh nhân này xuất hiện ho máu uh, trở lại và được chuyển lên mạch Mai thì bệnh nhân này tiếp tục được uh, siêu âm này tĩnh mạch chi dưới lại và phát hiện huyết khối tĩnh mạch chủ dưới huyết tính mạch sâu chi dưới hai bên đã có dòng chảy tái thông nhỏ về kết quả nội soi phế quản bệnh nhân này ban đầu khi vào trung tâm hô hấp thì đã được nội soi phế quản và kết quả lòng phế quản hai bên thông thoáng không có bất thường gì cả giải phẫu bệnh thì khi sinh thuyết xuyên thành ngược vào tổn thương phổi trái thì cũng chỉ trả lời là tổn thương viêm hoại tử không đặc hiệu về sau bệnh nhân có đờ được sinh thiết tổn thương da thì có tổn thương viêm quanh mạch trung bì nông và trước một bệnh nhân có sốt kéo dài có hồng ban nốt có tổn thương phổi như này đặc biệt là trên một uh, nước mà có dịch tễ lao, lao cao như chúng ta thì không không lý gì chúng ta không nghĩ đến một cái nguyên nhân lao uh, là cái nguyên nhân hàng đầu trên bệnh nhân này nhưng tất nhiên chúng ta phải loại trừ những cái căn nguyên vi sinh khác thế nên chúng em đã làm đờm làm dịch phế quản làm máu thì hợp, tất cả đều âm tính đặc biệt là về lao chúng em đã làm được afb vi khuẩn nuôi cấy uh, uh, real time thậm chí là MGIT cũng âm tính và em đưa quan đây bệnh nhân làm quan cũng âm tính các xét nghiệm vi sinh khác đứng trước một bệnh nhân sốt kéo dài và em cũng đã làm rickettsia, các vi lăng vi, virus viêm gan, sars cov đánh cúm rồi bi lăng ký sinh trùng như trùng run sán đặc biệt run lươn cũng âm tính và có bệnh nhân có một cái toxocara kháng thể là dương tính các cái marker khác về ký sinh, sinh trùng khác thì đều âm tính về điều trị của bệnh nhân này thì sao bệnh nhân này lúc vào trên với một tình trạng bệnh nhân là có tổn thương phổi có sốt cao kéo dài có bi lăng viêm cao thế từ đầu tiên vào bọn em đã dùng một nhóm beta lactam và cefoxitin 6 gam lên ngày kèm theo với một nhóm mosifloxacin nhưng sau đấy thì bệnh nhân không hết sốt, uh, bọn em đã chuyển sang Meronem là 3 gram trên ngày tiếp tục phối hợp với moxifloxacin Nhưng mà đến ngày 28 tháng 7 thì hội trần liên viện thì thống nhất uh, chẩn đoán là sốt kéo dài tổn thương phổi hai bên hồng ban nút theo dõi do lao tiền sử ba chẩn đô chẳng khí mang phổi trái sau sinh thiết xuyên thành được và quyết định là điều trị lao không bằng chứng vi sinh và từ ngày 28 tháng 7 theo cái quyết định đấy thì bọn em đã ngừng kháng sinh ngừng kháng sinh và điều trị lao theo phác đồ năm thuốc rzes nhưng mà, nhưng mà bệnh nhân vẫn tiếp tục sốt và bệnh nhân xuất hiện cả ho máu ấy. từ ngày mùng 3 tháng 8 thì hội trần lại thì chẩn đoán là sốt kéo dài tổn thương hai phổi theo dõi da lao hồng ba nốt và tiền sử ba Đô thì lúc này thì ý kiến hội trần là tiếp tục duy trì lại kháng sinh vì lúc này bệnh nhân sốt kéo dài bệnh nhân nằm viện lâu quá rồi chưa thể loại trừ liệu bệnh nhân này có thể nhiễm khuẩn bệnh viện hay không thế nên là mình lại tiếp tục kháng sinh là dùng meronem và amigasin thuốc chống lao bây giờ mình chuyển sang RHZE và mình dùng amigasin thay cho streptomycin và thậm chí là mình dùng vì bệnh nhân sốt kéo dài bệnh nhân suy kiệt mệt mỏi và để, uh, có ý kiến đề xuất là sử dụng thêm solumeron 40 mg trên ngày nhưng bệnh nhân lại tiếp vẫn tiếp tục sốt và bệnh nhân, và đến ngày 11 tháng 8 thì khi khám phát hiện sưng đau cổ chân hai bên sưng uh, đau cẳng chân hai bên kèm theo là siêu âm đốt đe tĩnh mạch chi dưới phát hiện huyết khối tĩnh mạch chi dưới thì ngay tức đã được dùng lovenox là 60g hai bơm một ngày theo liều điều trị và đến ngày 12 tháng 8 thì hội chẩn toàn viện khi ở trận toàn viện như vậy thì có rất nhiều các chuyên gia và cuối cùng thống nhất thống nhất kết luận là hồng ban nốt sốt kéo dài ho máu viêm phổi huyết khối động mạch phổi huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và ở đây thì hầu hết tất cả mọi người dựa trên một bệnh cảnh bệnh nhân nam trẻ tuổi rồi sốt kéo dài tổn thương phổi mà đã điều trị cả lao đã điều trị vi khuẩn mà cũng không cắt được sốt và có cái gợi ý là gì có cái uh, các cái kháng phospholipid dương tính như vậy nên mọi người nghĩ đến là một bệnh tự miễn và đã đề nghị với trung tâm dị ứng miễn dịch bạch mai là nhận bệnh nhân về điều trị và bệnh nhân nhận đã được tiếp tục điều trị ở trung tâm dị ứng miễn dịch bạch mai và từ ngày điều trị tại trung tâm miễn dị dịch bạch mai uh, trung tâm dị ứng miễn dịch bạch mai thì họ tiếp tục sử dụng kháng sinh meronem levosacin có tinh quyết thì lúc này các bác đã dùng với liều là solumeron 80 mg trên ngày chống đông tiếp tục dùng theo liều điều trị thêm aspirin dùng gen để uh, theo ý kiến hội trần của bên truyền nhiễm là để điều trị cái tốc Sokara Uh, bệnh nhân sau đó sau đấy thì có cắt sốt có tình trạng là ho máu bỡ đỡ đi và bệnh nhân chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang vào ngày 20 nhưng đến ngày 23 tháng 8 như em đã trình bày ở trên bệnh nhân tiếp tục xuất hiện ho máu tức ngực và sốt chuyển về bệnh viện bạch mai thì mọi người đã thấy có một cái vấn đề gì đó ở trên con đường chẩn đoán của chúng ta thì chúng ta sẽ phải tiếp cận lại từ đâu con đường chẩn đoán thì chúng ta sẽ quay lại với cái chẩn đoán ban đầu mà em đã đặt ra huyết khối động mạch phổi nhĩ phải tĩnh mạch chủ dưới tĩnh mạch sâu chi dưới hai bên hồng ban nốt sốt kéo dài tổn thương phổi hai bên vậy chúng ta bắt đầu từ đâu chúng ta em sẽ lựa chọn là bắt nguồn từ cái triệu chứng đầu tên. Tiên, triệu chứng nguyên bản của bệnh nhân đó là cái hồng ban nốt erythema nodosum có vậy có những cái nguyên nhân nào cho những cho cái cái hồng ban nốt này nếu tiếp cận một cách hệ thống nếu tiếp cận một cách hệ thống thì trên date thì mọi người có thể nói có thể thấy là đầu tiên là infection một cái nhiễm khuẩn có thể do vi khuẩn có thể do nấm có thể do virus có thể do thuốc có thể do những cái bệnh viêm bệnh ác tính rồi thậm chí là có những cái bệnh mà mình chưa thể rõ căn nguyên và trong đấy có bệnh bursitis nhưng mà uh, bảo rằng em độc luận này mà em ra bursitis thì em cũng em chịu Thế nên em đã em đã quyết định là em sẽ chọn thêm một cái uh, triệu chứng nữa vì vì sao em lại chọn cái này? Đó là em chọn hồng ban nút, huyết khối tĩnh mạch sâu rồi tắc mạch phổi thì sao? Uh, em không chọn những cái vu vơ như sốt kéo dài, ho bởi vì những cái triệu chứng đấy có vẻ nó không nổi bật lắm, mà bây giờ nổi bật lên là một tình trạng huyết khối rất nhiều nơi nên em đã lựa chọn hồng ban nút và huyết khối tĩnh mạch sâu và tắc mạch phổi thì sao? Và khi mà rất là may mắn cho bản thân em và cho bệnh nhân thì khi mà tìm theo cái từ khóa như này thì tìm được rất nhiều nghiên cứu đã thấy cái mối liên quan giữa cái huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới giữa cái hồng ban nốt ở trên bệnh nhân BC rồi giữa cái những cái bệnh nhân mà có hồng ban nốt rồi có huyết mạch sâu chi dưới mà không có lét miệng rồi người ta còn có một cái chú ý đó là mình phải cân nhắc bệnh nhân cái bệnh BC này ở ở những bệnh nhân nam trẻ tuổi mà có huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới à, đây cũng là một nghiên cứu vậy lần ngược trở lại ở trong cái giới hạn thời gian một bác sĩ lâm sàng mình mình có thì mình nên làm gì mình không thể nào đọc hết cả bệnh BC được không có chịu ạ Thế nên mình sẽ phải xem là bệnh BC này cơ bản nó là gì và tiêu chuẩn chẩn đoán của nó đến đâu. Như vậy như bệnh BC lúc đầu em đã có nói là một hiện tại thì vẫn được coi là một bệnh viêm mạch hệ thống mãn tính và được rất nhiều triệu chứng. Ờ, thì theo cái tiêu chuẩn của ISG 1990 thì tí tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh BC là gì? Đó là những cái loét miệng tái phát. Cái loét miệng tái phát này tối thiểu 3 lần trong vòng 12 tháng kèm theo hai trong số các cái các cái tiêu chuẩn sau ví dụ như là loét vùng sinh dục này rồi tổn thương mắt này viêm màng bồ đào rồi có những tổn thương da trong đó có cái tổn thương hồng ban nốt rồi cái test uh, dương tính chẳng hạn nhưng mà có một cái vấn đề đó là tại sao bây giờ chúng ta có thấy nhiều nghiên cứu rồi nhiều báo cáo là đã đưa lên những cái tổn thương mạch máu rồi vậy sao những cái tiêu chuẩn này lại chẳng đề cập đến cái tổn thương mạch máu gì cả bởi vì những tiêu chuẩn này đó là có từ rất lâu một nghìn chín trăm chín mươi rồi và khi mà em tham khảo rất may ở trong đợt đấy thì các anh chị có tư vấn em đã đọc thêm uh, cái quyển Pulmonary Manif Manif Manifestation of Systemic Disease và em tìm thêm một cái quyển Bursa Syndrome mới xuất bản năm 2020 thì họ đã có nói rằng là bệnh Burset bây giờ thì đã được coi là một bệnh viêm mạng tính đa cơ quan hệ thống và nó là một cái bệnh viêm hệ viêm mạch cực kỳ đặc trưng bởi vì là nó không chỉ ảnh hưởng đến một loại mạch đâu mà nó đã ảnh hưởng đến tất cả các mạch kể cả lớn kể cả nhỏ và thống kê cho thấy là nó có biểu hiện ở tất rất là nhiều cơ quan ở trong cơ thể của mình vì vậy mà đến năm 2013 thì ICBD đã cho một cái đã đề ra một cái tiêu chuẩn mới trong đấy thì vẫn tôn trọng những cái tiêu chuẩn cũ nhưng đưa lên những cái chỉ tiêu mới cho uh, để có thể chẩn đoán bệnh này đầu tiên là vẫn là những cái tổn thương ở mắt như là viêm màng bồ đào này rồi viêm mạch võng mạc này như loét vùng sinh dục này như là loét miệng tái phát này như là tổn thương da này rồi như tổn thương thần kinh và trong đấy có đến cái vascular manifestation thì là trong cái huyết khối ở động mạch này rồi huyết khối ở các tĩnh mạch này à, rồi vẫn nói đến cái test bác dương, dương, tính thì tiêu chuẩn chẩn đoán là khi có lớn hơn bằng 4 điểm thì với cái một cái nghiên cứu em em đã tham khảo để đánh giá cái thang điểm này thì người ta đã đánh giá rằng là nếu chọn cái điểm cắt đọc là là 4 điểm thì được cái độ nhạy là khoảng 93,9% và cái độ đặc hiệu là là 92,1%. Nếu độ nhạy này thì có thể thấp hơn so à, độ độ nhạy này thì cao hơn so với cái tiêu chuẩn cũ, độ à, độ đặc hiệu này thì có thể thấp hơn tiêu chuẩn cũ nhưng mà vẫn là một cái có thể chấp nhận được và có thể sử dụng được. Vậy khi mà mình đưa ra một cái chẩn đoán là bệnh nhân này bơ xê vậy Uh, bệnh nhân này đã có những tiên chuẩn nào rồi thứ nhất là bệnh nhân này có hồng ban nốt thứ hai là bệnh nhân này có huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới vào tắc mạch phổi thứ ba là lét miệng ồ oh, đến lúc này khi mà tra được những cái tiêu chuẩn này bọn em quay lại hỏi lại bệnh nhân thì và rất may là đợt đấy là có bác sĩ nội chú khóa 42 là một đàn anh của em là đã nghi ngờ cũng đã có nghi ngờ bệnh này và anh ấy đã chụp được cái tổn thương miệng của bệnh nhân về sau cái tổn thương miệng này hầu như là đã bay sạch vì bệnh nhân đã được dùng solumeron rất là nhiều Thế nên là cái lết miệng này một cái hình ảnh may mắn này và kèm theo là khai thác tiền sử từ cái đợt bệnh nhân xuất hiện hồng ban nốt là bệnh nhân đã có thường xuyên những cái đợt lết miệng và mỗi năm phải liên tục lết miệng chứ không phải là chỉ 3 lần mỗi 12 tháng đâu ạ. Vậy những vấn đề còn tồn tại trong chẩn đoán, đưa ra một uh, uh, bệnh chẩn đoán là bơ C vậy bơ C có giải thích được tất cả những cái đặc điểm của bệnh nhân hay không? Thứ nhất là tổn thương mạch cháu trong trong bơ c ở đây có điển hình không không và nó phân biệt với các loại viêm mạch tự miễn khác ở điểm nào và thứ hai là liệu có lý giải được các tổn thương phổi khác ví dụ những tổn thương nốt tổn thương hang bởi vì sao bởi vì với một con mắt của bác sĩ không phải là bác sĩ hô hấp được tất cả các các bác sĩ tôi một cái tổn thương nốt ở phổi một tổn thương hang ở phổi thì điều đầu tiên mình luôn luôn ghim trong đầu là mình phải loại trừ nhiễm trùng loại trừ nhiễm khuẩn nhưng mà liệu rằng là mình cái trường hợp này có phải là nó hay không hay là do tổn thương bơ này và thứ ba đây là về phần sau về phần điều trị mọi người sẽ biết rằng là trong cái vấn giống như một thầy uh, uh, ở bên tim mạch thì đã nói với em đấy là gì? Bơ xê là một trong những bệnh mà có huyết khối nhưng lại không dùng chống đông mà lại phải là ưu tiên nước chế miễn dịch. Vậy thì câu chuyện là chúng ta ở đây là có kháng thể kháng đông lupus dương tính trong khi các kháng thể khác nó lại âm tính. Vậy nếu giả dụ bệnh nhân này có hội chứng khác kháng kháng mà hội chứng kháng fibrin lại phải điều trị dùng đông kéo dài, vậy con đường chúng ta sẽ lựa chọn gì ở đây? Về, về cái tổn thương mạch máu của bệnh nhân đây là ba quyển tài liệu mà em đã tham khảo trong cái, cái quá trình để nghiên cứu cái, cái tổn thương mạch máu này. Đầu em quay lại một chút về cái hình ảnh như vừa rồi em đã hẹn với mọi người đó là MSCT động mạch phổi thì có hình ảnh huyết khối hoàn toàn không ạ? Các nhánh động mạch phổi này rồi 24 tháng 8 là huyết khối hoàn toàn nhánh thùy dưới động mạch phổi, huyết khối hoàn toàn nhánh phân thủy đỉnh thủy trên thủy dưới động mạch phổi phải. Một lát nữa em sẽ nói rằng là một trong những cái tổn thương đặc trưng của BC đó là chính là cái cái, cái hình ảnh phình uh, động mạch phổi uh, và khi mà em đọc được cái đấy có nghĩa là rất là đặc trưng để so sánh với các cái bệnh viêm mạch khác nhưng mà em đúng là với cái con mắt của em em chưa thể nào nhìn ra được nhưng rất là may lúc đấy là em anh Dũng ở chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Bình Mai anh đã đọc lại cái phim này và anh đã chỉ cho em cái cái tổn thương mà giống như vừa rồi mà em đã có để cho mọi người ạ những cái tổn thương mà phình nộp mạch và ở thành của nó có bám với cái huyết khối đấy ạ một số hình ảnh đây, đây là một hình ảnh rất là điển hình của cái phình động mạch dĩ nhiên là nó chưa thể to được nếu mà đợi nó to quá cho bệnh nhân ho máu sẽ đánh ở chết luôn rồi nên, nên bệnh nhân này hiện tại với cái hình ảnh này phình động mạch này kèm theo huyết khối bám thành à, vậy thì quay lại vậy thì một, một những, cái điểm nhấn nào trong những cái tổn thương mạch máu của BC để nó có thể phân biệt được với những cái tổn thương khác thứ như, có một vài đặc điểm đó là gì khi người ta nghiên cứu thì đó là việc ảnh hưởng uh, lên cái tĩnh mạch của nó là nhiều hơn đối với hệ ở vùng động mạch đó là điển hình là bệnh nhân hay xuất hiện những cái huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới cũng như huyết khối ở tĩnh mạch các nơi khác và tần số gặp cao hơn là là so với những cái tổn thương ở vùng động mạch thứ hai đấy là gì ờ, cái cái tình cái tình trạng huyết khối tình trạng đông máu đấy, huyết khối đấy thì nó liên quan nhiều đến vấn đề viêm mạch hơn là nó liên quan đến các vấn đề mà rối loạn đông máu Thế nên là cái vấn đề là điều trị chống đông ở đây thực sự là không đặt ra mà là mà là đặt vấn đề điều trị cái thuốc cơ chế miễn dịch là điều trị cơ bản của bệnh, của với bệnh nhân này. Và thứ ba đấy là gì? Cái tổn thương mà phình động mạch phổi ở phình động mạch phổi, nó là một trong những nó là được coi là cái tổn thương gần như là uh, độc nhất vô nhị của cái bệnh BC này giữa những cái bệnh mà viêm khác và uh, với cái hệ thống cái động mạch thì nó biểu hiện chủ yếu ở cái dạng đó là phình động mạch như em đã nói và đôi khi là ở dạng huyết khối của động mạch và cái này điều này nó khác so với những cái viêm mạch lớn khác bây giờ chúng ta quay ngược lại là viêm mạch thì có những cái nào em cũng chỉ xin nói là với nếu mà xét cái viêm mạch lớn chúng ta có những cái dạng là viêm mạch tế bào khổng lồ takazazu rồi có cái bệnh thêm cái bệnh bơ này nữa thì với hai cái bệnh trên kia thì hầu như là nó ảnh hưởng đến động mạch chủ ngực nhiều hơn ví dụ trong takazu thì gặp ở phụ nữ này rồi tổn thương mạch thì là ở động mạch chủ uh, hệ động mạch chủ và các nhánh của nó và nếu nó có tổn thương phổi trong giai đoạn cuối thì với cái tổn thương của nó thường là những cái tổn thương dày đồng thâm sơ hóa và tắc nhiều hơn là cái tổn thương phình động mạch này và thêm một cái chú ý nữa để dành cho chúng ta về sau đó là gì? Những cái liên quan mạch máu này nó có thể xuất hiện trước khi xuất hiện những cái tổn thương da mà ở niêm mạc mà mặc dù là trong cái tổn thương, thế nên chúng ta sẽ nhiều trong nhiều trường hợp chúng ta không sẽ không phải lăn tăn không phải chờ đợi quá nhiều là bệnh nhân ô bệnh nhân này không có tổn thương da không có tổn thương mạc liệu có phải là bơ không thì đây là một cái lưu ý để chúng ta có thể gặp và chẩn đoán như lâm sàng cũng như là một một số cái điểm về cái huyết khối tinh mạch sâu chi dưới kèm theo là cái uh, các cái ảnh hưởng ở động mạch thì cũng ra giống như là em đã trình bày ở kia rồi. Giống như ở đây thì họ cũng nhấn mạnh thêm đó, thêm một chút đó là cái BAI cái huyết khối động mạch phổi cũng như là cái uh, BAA là cái phình động mạch phổi thì nó thường xuất hiện ở lứa tuổi trẻ ở uh, tuổi trẻ và đặc biệt là thường nghiên cứu thì thường xuất hiện ở độ tuổi 31 và bệnh nhân của chúng ta đúng là 31 tuổi rồi. Và Uh, giống như em cũng đã trình bày như vậy thì cái tổn thương phổi, tổn thương động của động mạch phổi, tổn thương phổi ở trên uh, của động mạch phổi ở trong bệnh bơ c này thì nó cũng thường là ở các cái nhánh động mạch lớn và có kích kích thước lớn, kích thước trung bình và là một trong những cái nguyên nhân tử vong đây là một trong những cái hình ảnh minh họa tương đối cũng cái này thì rõ rệt hơn với cái hình ảnh của bệnh nhân của chúng ta đấy cái hình ảnh phình động mạch phổi kèm theo huyết khối bám thành và ở đây thì chúng ta có lý giải là cái ho máu của bệnh nhân đó chính là do cái phình động mạch phổi này nó vỡ nó gì máu sẽ từ đấy để dỉ dần vào trong cái phế quản lân cận và cái BAA này, cái huyết, cái vình động mạch này nó thường là nhiều phình và thường là hai bên và vị trí phổ biến nhất của nó chính là động mạch thủy dưới cũng tương tự như bệnh nhân này của chúng ta cũng là phình động mạch ở cái động mạch của phân, của thủy dưới. Và đây có một cái câu nữa mà ở đây em rất thích đó là người ta nói rằng despite the widespread of thrombosis, thromboembolism is uncommon because the thrombus is highly adherent to the endothelium within the antibody. Nghĩa là mặc dù là cái huyết khối này lan tỏa khắp mọi nơi đấy nhưng cái hiện tượng mà uh, nó di chuyển emboli đến các cái nơi thì nó ít khi xảy ra bởi vì cái huyết khối này nó bám chặt vào cái thành cái lớp nội mạc nên là vấn đề mà mình dùng chống đông mình cũng không đặt ra thậm chí khi mình dùng chống đông trên bệnh nhân có cái phình động mạch này thì làm càng làm tăng cái nguy cơ cái khối bình này nó vỡ ra và có thể gây ho máu xét đánh thậm chí là tử vong cho bệnh nhân và một lần nữa nhấn mạnh lại những cái mà em đã nói đã trao đổi vừa rồi ạ. thì cái bia nó baa này uh, trong cái bệnh bơ này nó khác với trong cái tagazazus như em đã đề cập ở tagazus nếu nó ảnh hưởng thứ nhất là nó sẽ gây sơ hóa và tắc À, chứ nó không gây phình và thứ hai đấy là gì cái động mạch mà nó ảnh hưởng thường là động mạch phân thủy và động mạch dưới phân thủy chứ không phải là động mạch thủy như là trong bệnh bơ c ở đây có một cái vấn đề nữa đặt ra đấy là bệnh nhân này có cái huyết khối ở vùng nhĩ phải. Vậy cái này có thể giải thích như thế nào? Thực ra thì cũng theo suy luận của mình thì cũng rất là dễ thôi, bởi vì là dù gì nói tim rồi mạch máu cái lớp nội mô nó cũng là từ một đầu tiên là một từ các cái tế bào cùng nguồn gốc mà tạo ra thôi, thế nên tổn thương nội mô, lớp nội mô ở mạch máu thì không khác gì, không có lý gì nó lại không tổn thương ở ở trong tim cả và đấy điều đấy trong nghiên cứu thì đã được chứng minh là dưới 5% bệnh nhân này có thể có những cái huyết khối ở trong buồng tim và những cái huyết khối này Uh, thậm chí là mình không cần can thiệp gì cả mình điều trị bữa cơ chế miễn dịch và nó có thể biến mất Và rồi nó sơ hóa và nếu không cần can, nếu mà không có cái biến chứng nào như là suy tim cấp này rồi uh, phù phổi cấp này thì cái việc uh, phẫu thuật là không hề được đặt ra bằng hết giờ rồi vâng anh cô, em có thể xin thêm khoảng vài phút nữa thì anh kết luận luôn vâng ạ, thưa cô Uh, có những cái tổn thương ở uh, như mọi người đã thấy thì trong bệnh BC thì để có thể chẩn đoán được thì có rất nhiều những cái uh đặc điểm lâm sàng mà mình cần phải nhận biết được một trong số đó là những cái mà uh, đã được gợi ý em như em gợi ý như là có thể huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới hai bên này trên một bệnh nhân trẻ tuổi này kèm theo những cái tuyên trở như loét miệng kéo dài luyết sinh dục kéo dài những cái tổn thương và trong những cái đặc điểm tổn thương mạch máu ở bệnh nhân này thì có cái huyết khối lan tỏa này rồi có thể là phình động mạch này và thậm chí là có thể là gây ra những cái tổn thương phổi nhưng mà em sẽ có trình bày phần sau nhưng còn không kịp ạ thậm chí là có thể tạo hang tạo nốt này và cái điều trị cơ bản trong bệnh này đó là điều trị ức chế miễn dịch và không phải là đặt vấn đề chống đông thậm chí là dùng vấn đề chống đông và bệnh nhân này có thể xuất hiện là ho máu xét đánh và đấy là một trong những cái mà em đề cập. Và thêm một cái đề cập em xin đề cập đó là trong bệnh BC hoàn toàn có thể là có vấn đề hoại tử, vấn đề có nốt và nhiều khi là mình nghi ngại cái vấn đề này quá mình lăn tăn lần trừ mình dùng cái ức chế miễn dịch làm cho bệnh nhân này càng tiến triển nhiều hơn trong khi mình điều trị kháng sinh, điều trị lao nó không có hiệu quả. Thế nên đây là một cái câu hỏi, một cái vấn đề mà mình cần đặt ra vấn đề suy nghĩ khi mà mình tiếp cận những cái bệnh nhân như thế này để có thể quyết định sớm điều trị ức chế miễn dịch của bệnh nhân để có thể đảm bảo là tiên lượng sống của bệnh nhân tốt nhất ạ. Em xin cảm ơn ạ vâng xin cảm ơn uh, bác sĩ bằng